Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 220. Thân thế. Trên đường trở về, Thẩm Diệu suy nghĩ về những gì Hiển Đức Hoàng hậu nói, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tĩnh phi vẫn mẹ con bình an và Hiển Đức Hoàng hậu không gây ra thị phi, dường như mọi thứ kết thúc viên mãn, nhưng Thẩm Diệu cảm thấy không thích hợp. Khi trở về Duệ Thân Vương Phủ, trời đã sắp sáng, lúc này ngủ tiếp cũng đã quá muộn, hơn nữa thẩm diệu cũng không có tâm tình nghỉ ngơi. Kinh chập cùng cốc vũ thấy thế liền bảo nhà bếp nhỏ nấu chè cho hai người. Thẩm diệu cùng tạ cảnh hành trở lại trong phòng, đóng cửa lại, ngồi trước bàn, nhìn tạ cảnh hành nói, tĩnh phi mang thai, lư gia hiện tại sẽ làm gì? Theo lý mà nói, khi vĩnh lạc đế không có dòng dõi khác, đứa con trong bụng tĩnh phi rất quý giá, nếu là con trai, tương lai chữ quân vị trí sẽ là của hài tử này. Nhưng lời nói của hiền đức hoàng hậu không phản đối, điều này rất kỳ lạ, trừ phi vĩnh lạc đế còn có hài tử khác, bằng không sao có thể như vậy. Lư gia hiện tại không sợ hãi, kế hoạch đối phó lư gia của vĩnh lạc đế liệu có mắc cạn. Thẩm diệu cảm thấy không thể như vậy. Tạ cảnh hành nghe vậy, nhạt nói, Hoàng Minh đã ra tay với lư gia rồi, hiện tại sinh không sinh cũng không khác nhau. Ý tứ trong lời này là, hài tử của tĩnh phi là một chuyện, kết cục của lưu gia lại là chuyện khác. Nhiều nhất chỉ là tĩnh phi vì hài tử mà tạm thời bảo vệ mạng sống, còn lưu gia vẫn bị diệt theo kế hoạch. Thẩm diệu nhíu mày, ta nói chuyện với hoàng hậu nương nương, cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe nói hoàng hậu nương nương từng xảy thai vì tĩnh phi. Dù tính tình hoàng hậu nương nương rộng lượng đến đâu, làm sao có thể bình yên nhìn tĩnh phi mạnh khỏe nhiều năm như vậy? Tạ cảnh hành đang châm trà, nghe vậy liền dừng lại. Thẩm diệu theo dõi hắn, người hãy thành thật nói cho ta, hoàng thượng tại sao đến giờ không có dòng dõi, là cố ý hay bất đắc dĩ? Nàng nghĩ mãi, cảm thấy việc vĩnh lạc đế không có dòng dõi là quá kỳ quái. Mỗi đế vương, dù minh quân hay hôn quân, đều mong dòng dõi càng nhiều càng tốt. Hoàng tử càng nhiều, triều đình càng ổn định. Ngay cả phó tu nghi cũng có nhiều dòng dõi. Vĩnh lạc đế tích cực như vậy, sao triều đình lại bất ổn? Và lý do là do không có dòng dõi. Chính điểm này triều thần sẽ rất quan ngại. Nếu là đế vương bình thường, không có dòng dõi, sớm đã bị hạ bệ. Tạ cảnh hành nhìn thẩm diệu hồi lâu, ánh mắt có chút kỳ quái. Người rất muốn biết sao. Ngươi từ sau lần săn bắn hoàng gia trở về hôn mê, ta cảm thấy có điều gì đó thay đổi, nhưng khi đó ta vừa đến Lũng Nghiệp, không hiểu nhiều, nên không thể giúp được gì. Ta không thích bị động, nếu một ngày ngươi có đại sự, ta không muốn vô dụng. Nhưng nếu không biết gì, dù có tâm cũng không giúp được. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một lúc, đột nhiên thở dài, bán vui mừng bán trêu chọc, sờ đầu nàng, nhà chúng ta kiểu kiều không chỉ biết tính kế còn biết săn sóc người khác. Thẩm Diệu đẩy tay hắn ra, ngươi cũng không thể để ta làm người chỉ biết ăn cơm không? Ta không dám coi thường ngươi. Tạ cảnh hành cười, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ không giấu giếm. Ngươi từng nói giấc mộng chân thực, giấc mộng đó rất bi thảm, nhưng ta phải nói cho ngươi, đó không phải là mộng, mà là sự thật. Lũng nghiệp đến định kinh cố gắng nhanh nhất cũng mất nửa năm, người vẫn muốn biết vì sao ta lại thành con của lâm an hầu nhiều năm biết rõ thân thế nhưng không trở về đại lương không phải ta không muốn về mà ta không thể về ánh mắt hắn dần sắc bén tạ cảnh hành tên thật là tạ uyên tự cảnh hành lấy ngưỡng mộ núi cao cảnh hành hành tung làm tâm ý mong muốn hắn có phẩm hạnh cao thượng người đặt tên này cho hắn là phụ hoàng hiếu vũ đế tạ nghĩa long và mẫu hậu kính hiền hoàng hậu tiêu hoàng hậu Hiếu Vũ Đế Tạ Nghĩa Long là hoàng tử tài năng xuất chúng nhất của Đại Lương, tay cầm binh quyền, yên ổn tứ hải, anh tuấn hào khí. Nhưng vì là ấu tử, Đại Lương hoàng thất lập trường không lập ấu. Tạ Nghĩa Long quá ưu tú, càng ưu tú người, càng bừng bừng dã tâm, nên cuối cùng hắn đi đến con đường đoạt đích. Tạ Nghĩa Long đoạt đích thuận lợi, có bẩm sinh ưu thế, là con hoàng hậu, quân công hiển hách cuối cùng hắn thiết kế hãm hại mẫu đồng bào thái tử huynh trưởng, khống chế cha đẻ và trở thành hiếu vũ đế. Đoạt đích cần từ bỏ tình thân và ái tình. Đối với tạ nghĩa long, những thứ đó không quan trọng, hắn là dã tâm gia, cuối cùng lấy con gái của tả tướng tiêu gia, văn thần đầu lĩnh. Tiêu gia nữ nhi sinh tuyệt sắc, thông tuệ, thông minh mỹ nhân không thiệt thòi, một nhân duyên có lời. Sau khi lên ngôi, Hiếu Vũ Đế cùng kính hiền Hoàng hậu tương kính như băng. Hiếu Vũ Đế là Minh quân, kính hiền Hoàng hậu là hiền đức, nhìn rất đẹp. Kính hiền Hoàng hậu sinh trưởng từ tạ sĩ, lập làm Thái tử. Đại lương quốc thổ mở rộng, quốc lực tăng mạnh, tất cả đều mỹ mãn. Nhưng khó giữ nhất là bất biến. Người đồng cam cộng khổ không nhất định cùng hưởng phú quý. Tiêu Hoàng hậu gả cho Hiếu Vũ Đế trong thời loạn, văn võ phối hợp. Tạ Nghĩa Long có dã tâm, Tiêu Hoàng hậu thận trọng, Tạ Nghĩa Long cao minh, Tiêu Hoàng hậu túc trí đa mưu. Nhưng khi ngoại địch biến mất, đầu mâu lại nhắm vào người bên cạnh. Hiếu Vũ Đế là một người đầy dã tâm. Khi giành được hoàng vị, hắn đã sử dụng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, và sự đa nghi của hắn bắt đầu nảy sinh từ những ham muốn quyền lực không ngừng. Hắn dần dần nghi ngờ tiêu gia có ý định ngoại thích chuyên quyền. Mặc dù tiêu hoàng hậu tỏ ra hiền lành và thông tuệ, sự nghi ngờ trong lòng hiếu vũ đế ngày càng lớn. Để cân bằng thế lực của tiêu gia, hiếu vũ đế mở rộng hậu cung, trong đó không thiếu các thế gia đối địch với tiêu gia. Hắn đề bạt những thế gia này để tiêu gia phải đối phó với họ cả trong triều đình lẫn hậu cung. Tiêu hoàng hậu thông tuệ và khéo léo, từ khi kết hôn luôn tuân thủ nguyên tắc lo liệu lấy phu vì thiên gia huấn. Hơn nữa, Tạ Nghĩa Long là một nhân tài xuất chúng, họ đã sống chung hòa thuận suốt nhiều năm. Nhưng khi những nữ nhân trong hậu cung bắt đầu vắt óc để sinh ra hoàng tử, tiêu hoàng hậu không thể ngồi yên và bắt đầu phản công quyết liệt để bảo vệ địa vị của tạ sĩ, thái tử. Mỗi người mẹ, dù yếu đuối nhất, cũng sẽ biến thành mãnh thú để bảo vệ con mình. Tiêu hoàng hậu không phải là một người nhu nhược, nàng bắt đầu phản kích mạnh mẽ, những nữ nhân trong hậu cung chỉ biết an hưởng phú quý không thể chống lại nàng. Tiêu hoàng hậu chiến thắng trong mọi cuộc đấu tranh, bảo vệ tạ sĩ bình an vô sự. Tuy nhiên, sự ưu tú và cường thế của nàng lại khiến hiếu vũ đế cảm thấy khó chịu. Hiếu vũ đế ngày càng chèn ép tiêu hoàng hậu, thậm chí cố gắng tìm sai lầm của nàng. Hắn tạo ra nhiều đối thủ cho tiêu hoàng hậu trong hậu cung và dần dần thiên vị họ Tiêu Hoàng hậu cảm thấy khổ sở nhưng vẫn hy vọng rằng Tạ Nghĩa Long chỉ đang phạm phải những sai lầm tạm thời. Nàng chỉ cần bảo vệ Tạ Xí và thấy Tạ Xí thuận lợi kế thừa Giang Sơn Đại Lương là đủ. Nhưng những nữ nhân trong hậu cung lại đưa ra những âm mưu nhằm vào Tạ Xí. Trong khoảng thời gian đó, Hiếu Vũ Đế đột nhiên đối xử tốt với Tiêu Hoàng hậu và không lâu sau, Tiêu Thừa Tướng chủ động từ quan. Tiêu Hoàng hậu biết rằng đây là một phần trong kế hoạch của Tạ Nghĩa Long để cô lập nàng và tiêu gia. Tiêu Hoàng hậu mang thai trong sự dối trá và tính toán của Tạ Nghĩa Long. Nàng hy vọng rằng đứa con trong bụng sẽ không giống như cha nó. Nàng muốn con trai mình có thể dùng âm mưu quỷ kế nhưng không được lợi dụng người khác chân tâm, vì đó là hành xấu đê hèn nhất. Khi Tiêu Hoàng hậu mang thai, nhiều chuyện đấu tranh trở nên bất tiện hơn. Tạ sĩ bị hạ độc, một loại độc dược cực kỳ mạnh mẽ, nếu không có cao gia gia chủ can thiệp, tạ sĩ có thể đã chết. Mặc dù tạ sĩ sống sót, nhưng độc đã ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh sản của hắn. Cao gia gia chủ chắc chắn rằng tạ sĩ không thể sống quá 35 tuổi và dòng dõi của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người hạ độc được tìm ra là một sùng phi mới được hiếu vũ đế đề bạt. Tiêu hoàng hậu trả thù tàn nhẫn, nhưng trong lòng nàng vẫn đầy cảnh giác và phòng bị. Hiếu Vũ Đế dường như không biết về âm mưu này, nhưng Tiêu Hoàng hậu hiểu rằng những sủng phi được đề bạt chỉ để đối phó với nàng. Tiêu Hoàng hậu cảm thấy mình đã rơi vào một tình thế tuyệt vọng. Gia tộc của nàng đã rút lui để bảo vệ nàng, và hai đứa con của nàng đều bị ảnh hưởng bởi âm mưu độc ác. Nàng quyết định rằng đứa con sắp chào đời không nên sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Tiêu Hoàng hậu giao đứa bé sơ sinh cho Tâm Phúc, nói, "Ngưỡng mộ núi cao, cảnh hành hành tung. Hắn sẽ gọi là cảnh hành. Nếu một ngày hắn trưởng thành thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể dùng âm mưu dương mưu, nhưng không bao giờ được lợi dụng người chân tâm. Nàng cứng rắn nhìn con một lần cuối, nói, đưa hắn đi thôi. Hai tháng, trong non nửa năm lộ trình từ lũ nghiệp đến định kinh, Tạ Uyên lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này, nhưng nghênh đón hắn lại là cuộc sống chạy trốn. Trong những ngày tháng trốn chạy đó, hắn mở to mắt, bập bẹ tập nói học cách đối diện với thế giới. ở định kinh lâm an hầu phủ ngọc thanh công chúa sắp sinh nở tâm phúc của tiêu hoàng hậu theo lệnh của bà dự định đưa tạo uyên đến một gia đình giàu có bình thường tránh xa quyền lực và tranh chấp triều đình nhưng vào một ngày khi đang điều tra tâm phúc vô tình biết được ngọc thanh công chúa cũng sắp sinh và đã đặt tên cho đứa bé là cảnh hành tâm phúc nghĩ đây đúng là sự trùng hợp kỳ lạ. Đêm đó, mưa lớn đổ xuống Định Kinh, nước mưa hòa với máu sinh nở trong viện, hòa vào tiếng rên rỉ đau đớn của người mẹ và tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ. Đứa bé tên Tạ Cảnh Hành, đứa trẻ có duyên với Tạ Uyên, chưa kịp chào đời đã qua đời. Tâm Phúc ôm đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, do dự trong khoảnh khắc, nhưng rồi đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời của Tạ Uyên. Từ đó, Tạ Uyên trở thành tạ cảnh hành, tiểu thế tử của Lâm An Hầu Phủ, sống khỏe mạnh với tên gọi cảnh hành, mang theo hy vọng của Tiêu Hoàng Hậu và kỳ vọng của Ngọc Thanh Công Chúa. Không lâu sau, gia đình phú hộ mà tâm phúc dự định đưa Tạ Uyên đến bị diệt trong một đêm. Hiếu Vũ Đế dường như đã phát hiện ra điều gì đó và muốn diệt khẩu. Tuy nhiên, nhờ quyết định của tâm phúc, tạ cảnh hành thoát khỏi kiếp nạn đó. Tựa như số mệnh đã an bài. Lâm An Hầu Phủ cũng không phải là nơi yên bình. Phương Thị và hai đứa con trai liên tục gây rắc rối, và tạ cảnh hành chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của tạ đỉnh. Nhưng tạ đỉnh thường xuyên chinh chiến xa nhà, để lại tạ cảnh hành phải tự đối mặt với sự hiểm nguy. Nếu không có sự giúp đỡ từ tâm phúc của tiêu hoàng hậu, có lẽ tạ cảnh hành đã sớm trở thành một nắm đất vàng, gặp lại thế tử thực sự của Lâm An Hầu Phủ dưới lòng đất. Thêm vào đó, minh tề hoàng đế cũng ngấm ngầm chèn ép tạ ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy tạ cảnh hành dần trưởng thành nhờ vào sự sắp đặt của tâm phúc hắn học cách đối mặt với những khó khăn trở nên bất cần nhưng cũng đầy bản lĩnh hắn trở thành một người mạnh mẽ độc lập không lợi dụng tình cảm của người khác nhưng luôn tôn trọng mỗi trái tim chân thành từ dung tin công chúa tô minh phong lâm an hầu đến thẩm diệu tại minh tề định kinh hắn sống thoải mái và biết cách đối đầu với kẻ thù về phần tiêu hoàng hậu trong những năm tháng đó bà nhớ nhung đứa con nhỏ của mình và đau lòng vì cảnh ngộ của con cả bà quyết định phản công bà không ngừng tìm cách để đưa đại lương giang sơn trở về tay mình và gia đình tiêu hoàng hậu là một người thông minh không thua kém bất kỳ nam nhi nào với sự phẫn nộ bà càng ngày càng trở nên kiên định trong khi hiếu vũ đế dần trở nên yếu ớt khi hiếu vũ đế qua đời chỉ có tiêu hoàng hậu ở bên cạnh bà nói bệ hạ hãy yên tâm thần thiếp sẽ không để ngài cô quạnh trên hoàng tuyền lộ thần thiếp sẽ đưa tất cả nữ nhân phi tử và con cái của ngài ngoại trừ thái tử cùng đến bên ngài hiếu vũ đế trợn tròn mắt còn nữa tiêu hoàng hậu cúi xuống thì thầm vào tai hắn con trai của chúng ta bệ hạ từng phái người truy sát đến minh tề nhưng giết nhầm người khi triều đình ổn định thần thiếp sẽ đưa hắn về nhận tổ quy tông giang sơn này thần thiếp sẽ thu giữ hiếu vũ đế chết không nhắm mắt kính hiền hoàng hậu trở thành kính hiền thái hậu tạ xí trở thành vĩnh lạc đế tạ cảnh hành vẫn sống tại minh tề định kinh tìm kiếm sự thật về thân thế của mình hắn nhận ra cha đẻ đang truy sát mình trong khi mẹ đẻ đã tiêu diệt cha đẻ và trở nên nổi tiếng kính hiền thái hậu thật sự thanh lý hậu cung, đưa những người từng gây hại cho mẹ con bà theo hiếu vũ đế xuống hoàng tuyền. Bà nói với vĩnh lạc đế, ai ra già rồi, chỉ có thể dọn sạch hậu cung. Người chỉ cần giữ giang sơn vững chắc trong tay mình. Lư gia và diệp gia, hai thế lực phức tạp, là tâm phúc của hiếu vũ đế. Vĩnh lạc đế tiếp tục âm thầm chuẩn bị đối phó với họ. Kính hiền thái hậu qua đời hai năm sau, giữa lúc xem tấu chương về Lư Gia, bà đột ngột ngã xuống và không bao giờ tỉnh lại. Trước khi qua đời, bà còn nói về việc đưa tạ cảnh hành về Đại Lương. Thế sự khó lường, tiêu hoàng hậu và tạ uyên mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. 221. Ấp ù Cuộc đời của kính hiền hoàng hậu thực sự là một câu chuyện truyền kỳ. Từ một thừa tướng thiên kim sống trong nhung lụa trở thành hoàng hậu, bà đã trải qua phu thê ly tâm, bị hãm hại và mẹ con chia lìa. Nhưng cuối cùng, bà đã lấy lại công bằng, xử lý hậu cung đại lương một cách gọn gàng, để lại cảm giác thỏa mãn cho nhiều người. Bà là người luôn phấn khởi trong nghịch cảnh, không cam lòng chịu thua. Nếu có điều gì tiếc nuối, thứ nhất là tạ sĩ không thể giải độc, thứ hai là không thể gặp lại tạ uyên. Hai anh em tạ sĩ và tạ uyên đều thừa hưởng nhiều từ tiêu hoàng hậu, không chỉ vẻ đẹp mà còn cả thủ đoạn tạ xí, do ở trong hoàng thất, còn mang chút bóng dáng của hiếu vũ đế. Ví dụ như trong các mưu đồ quyền lực, ông buộc phải dùng đến sức mạnh của thông gia để cân bằng thế lực. Trong khi đó, tạ uyên ở xa minh tề, không có chút bóng dáng nào của tạ nghĩa long. Những kỳ vọng của tiêu hoàng hậu dành cho hắn đã được thực hiện trọn vẹn. Hắn tuy không phải người tốt nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ đê hèn. Thẩm Diệu thực sự bất ngờ trước thân thế ly kỳ của tạ cảnh hành sau khi cảm thán về cuộc đời kính hiền hoàng hậu nàng cũng không khỏi khâm phục bà kính hiền hoàng hậu giống nàng ở kiếp trước cuối cùng có thể trở thành người thắng trong cuộc chơi quyền lực tuy nhiên thẩm diệu tự nghĩ mình không thể làm được như tiêu hoàng hậu không có dũng khí chặt tay chịu đựng nỗi đau chia lìa cốt nhục nhìn thấy ánh mắt phức tạp của thẩm diệu tạ cảnh hành cười nhẹ không để tâm nói không cần thương cảm ta ta chưa từng gặp nàng nên không có gì để lưu luyến. Hắn trưởng thành trong gió mưa bão táp, chịu đựng truy sát từ cha đẻ, không gặp mẹ đẻ, tạo nên một tâm hồn rộng mở hơn thường nhân. Đối với hắn, nhiều chuyện chỉ đáng để cười một cái. Nhưng đối với cảm tình, hắn không để tâm lắm, có lẽ vì ngay từ đầu không mong đợi nhiều từ người khác. Thẩm Diệu trầm ngâm một hồi, nói, "Ta sẽ đồng hành cùng ngươi đến cuối cùng." Tạ Cảnh hành ánh mắt khẽ động, rồi cười nói, "Nếu thương cảm ta, sao không bù đắp cho ta?" Nụ cười xấu xa của hắn ngay lập tức xua tan bầu không khí sầu não. Thẩm Diệu lườm hắn một cái, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi, "Nhưng mà, hoàng thượng bệnh." Hoàng huynh đã qua sinh nhật 36 tuổi, Tạ Cảnh hành nói, "Có đôi khi dự đoán không chính xác, nhưng đúng là sức khỏe của hoàng huynh càng ngày càng suy yếu." lư gia và diệp gia có biết chuyện này không thẩm diệu hỏi mẫu hậu đã diệt khẩu tất cả những ai biết về tình trạng của hoàng huynh sau khi hiếu vũ đế qua đời ngoài cao gia gia chủ chỉ có ngươi ta và hoàng tẩu biết thẩm diệu giật mình thán phục sự tàn nhẫn và quyết đoán của kính hiền hoàng hậu nhưng cũng thấy giải quyết rất nhiều nỗi lo sau này hoàng hậu biết về bệnh tình của hoàng thượng trước khi kết hôn hay sau đó thẩm diệu hỏi tạ cảnh hành nhìn nàng cười nhạt ngươi muốn hỏi gì thẩm diệu nghĩ nếu hiền đức hoàng hậu biết trước nàng còn có thể lấy hoàng thượng không dù sao thủ tiết từ khi còn trẻ không phải dễ dàng nhưng nếu biết sau khi cưới chẳng phải là bị lừa sao nếu là ngươi ngươi sẽ lựa chọn thế nào tạ cảnh hành hỏi thẩm diệu đáp khi ta lấy ngươi chưa thích đến mức nguyện thủ tiết vì ngươi nói xong nàng có vẻ ảo não cảm thấy mình đã lỡ lời tạ cảnh hành cười vui kéo nàng lại cười ô ý là bây giờ thích đến mức nguyện thủ tiết vì ta rồi sao không chờ nàng trả lời hắn nói tiếp nói như vậy khi ngươi lấy ta ngươi đã rất để ý đến ta ai để ý ngươi thẩm diệu bị hắn kéo vào lòng không thở nổi tức giận nói nghe vậy tạ cảnh hành chỉ cười thành thơi nói nếu yêu ta thì cứ nói ta sẽ không để ngươi tuổi trẻ mà thủ tiết đâu thẩm diệu cười châm biếm thủ tiết sao yên tâm thời buổi này ít ai ngoan ngoãn thủ tiết quả phụ còn nhiều thị phi tiểu quan quán ở lũng nghiệp đâu thiếu nghe vậy tạ cảnh hành dừng lại nhìn nàng chăm chú nói nhẹ nhàng muốn tìm tiểu quan sao ngữ khí ôn hòa nhưng thẩm diệu cảm thấy lạnh gáy chưa kịp nói gì hắn đã ôm nàng đứng dậy bước nhanh về giường làm nàng hét lên tạ cảnh hành bình thản nói ngươi nhắc nhở ta nỗ lực ta không dám lười biếng bên ngoài thiết y nghe thấy động tĩnh của hai vợ chồng mặt đỏ bừng đi cũng không được ở cũng không xong thật đặc sắc sau khi náo loạn một trận thẩm diệu gối lên tay tạ cảnh hành hỏi ngươi còn chưa trả lời ta hoàng hậu biết hay không hoàng tẩu thông minh như vậy nếu bị lừa cưới vào sự tình lớn rồi, tạ cảnh hành than. Mẫu hậu lúc chọn thê cho Hoàng Huynh đã gọi Hoàng Tẩu vào cung nói chuyện. Mẫu hậu ghét nhất lợi dụng người chân tâm, dù cần cân bằng thế lực, cũng sẽ giao phó rõ ràng. Thẩm Diệu nói, biết rồi vẫn gả, Hoàng hậu thực lòng yêu Hoàng thượng. Tạ cảnh hành không nói gì. Hiền đức Hoàng hậu xuất thân từ gia đình văn sử thế gia, xét về thực quyền, rất nhiều thế gia cũng không thể sánh được. Kính Hiền Thái Hậu cuối cùng vẫn chọn Hiền Đức Hoàng Hậu làm thê tử cho Vĩnh Lạc Đế vì nhà mẹ đẻ của Hiền Đức Hoàng Hậu, trường sử quý phủ, luôn tuyệt đối trung thành. Hiền Đức Hoàng Hậu giống như tên gọi của nàng, ôn nhu đôn hậu, thông tuệ tự nhiên. Kính Hiền Thái Hậu khác với Hiếu Vũ Đế ở chỗ Vĩnh Lạc Đế có thể cất nhắc các phi tử khác để cân bằng thế lực, nhưng thê tử chỉ có một, và người này phải cùng đồng cam cộng khổ. Nhân phẩm là điều quan trọng hơn cả, Nàng là chân chính đại gia khuê tú, có thể chống lại sóng gió và duy trì sự ổn định. Nhà mẹ đẻ của Hiền Đức Hoàng hậu là những người trung hậu. Việc Hiền Đức Hoàng hậu có tình cảm thực sự với Vĩnh Lạc đế hay không là điều không ai biết rõ. Dù sao trong hoàng gia, đàm luận về tình cảm chân thật cũng là một sự xa xỉ. Chỉ biết rằng Hiền Đức Hoàng hậu luôn đối diện với việc Vĩnh Lạc đế không sống quá 35 tuổi một cách bình tĩnh. Thẩm Diệu nói: nếu chỉ vì quyền thế, nàng phải làm gì đó cho chính mình. Tạ cảnh hành cười, hoàng tẩu rất thông minh, cũng không tham lam. Không tham lam là điều tốt nhất, nhiều bi kịch xuất phát từ lòng tham quyền thế, vinh hoa phú quý, hoặc tình cảm. Thẩm diệu suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy bây giờ tĩnh phi đã mang thai, các ngươi dự định xử trí lưu ra thế nào? Tạ cảnh hành ngắm tóc dài của Thẩm diệu và nói, Lưu tĩnh mang thai không liên quan gì đến chúng ta. Nước có thể nâng thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Lưu gia dựa vào loài rồng, nhưng thực ra muốn bị loại bỏ. Khi có hoàng đế là loài rồng, những người phản đối sẽ tự nhiên phản bội. Binh của Lưu gia cũng có nhiều người theo đuổi. Họ có thể theo Lưu gia, cũng có thể theo hoàng gia. Thầm diệu nhìn hắn, không chỉ có thế chứ. Tạ cảnh hành nhíu mày, ngươi nghĩ sao? chuẩn bị lâu như vậy rõ ràng tĩnh phi mang thai là bất ngờ nếu tĩnh phi không mang thai các ngươi dự định làm sao đối phó lư gia thẩm diệu hỏi đơn giản tạ cảnh hành nói hoàng huynh từ khi lên ngôi đã chuẩn bị đối phó lư diệp hai nhà nhiều năm qua vẫn thu thập chứng cứ lư gia cầm binh tự trọng hiện tại gần đủ rồi cũng đến lúc hành động khi có đủ chứng cứ lư gia sẽ bị niêm phong đây là một phần Thứ hai, Đại Lương dù lưu ra binh quyền lớn, nhưng không thiếu các võ tướng khác. Những võ tướng đó hầu như đã trở thành người của Hoàng Huynh, và mặc vũ quân vẫn đang tăng cường sức mạnh. Hiện tại, với chứng cứ, lư gia phải đền tội, lưu chính thuần chắc chắn sẽ phản bội Hoàng gia, và chúng ta sẽ bắt gọn họ. Thẩm Diệu nhận ra tạ cảnh hành và vĩnh lạc đế đúng là hai huynh đệ, thủ pháp đối phó với người khác rất trực tiếp và hiệu quả có lẽ đây cũng là kế thừa từ tiêu hoàng hậu. Nàng nói, nếu vậy, cần gì phải chuẩn bị lâu như vậy, từ đầu có thể hành động rồi. Tạ cảnh hành để sát vào tai nàng nói, tiểu cô nương, tạ ra chúng ta nam nhân không thích dài dòng, muốn làm là làm nhổ tận gốc. Lư ra căn cơ quá sâu, càng sớm hành động càng khó, hiện tại thời cơ chín mùi, rút sạch sành xanh. Thẩm diệu nhíu mày, rồi nghe tạ cảnh hành nói tiếp, ta biết người yêu thích thu được khi thế đơn lực bạc vẫn dám tính toán dự thân vương chỉ là quá nguy hiểm tự tổn hại cao ta không thích hy sinh quá nhiều để thắng cũng là bại thẩm diệu không thể không thừa nhận tạ cảnh hành nói rất có lý trước đây nàng dám đối đầu dự thân vương và phó tu nghi vì nàng là một người chiến đấu đơn độc nhưng khi thẩm gia dần liên lụy nàng không thể thoải mái như trước tạ cảnh hành bây giờ cũng vậy nếu thế lực ngang nhau tranh tài kéo dài sẽ thiệt hại cho dân chúng đại lương nhưng khi đủ sức mạnh dễ dàng loại bỏ lư gia giảm thiểu hy sinh chỉ là lư gia là như vậy diệp gia thì sao thầm diệu hỏi trước đây hoàng huynh định lôi kéo diệp gia nhưng diệp gia không có con nối dõi chỉ có một thiếu gia không tốt không lật nổi sóng gió nhưng nếu ngươi nói diệp mi tỷ đệ là kẻ thù ta sẽ giúp ngươi báo thù tạ cảnh hành nói thẩm diệu trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói cảm ơn làm đối phương thay đổi kế hoạch không chỉ nói miệng mà phải thực hiện rất phiền phức và dễ sinh biến số nhưng tạ cảnh hành sẵn sàng vì nàng gánh lấy mọi kết quả có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người như vậy tạ cảnh hành thấy nàng biểu hiện khác thường ôm lấy cầm thẩm diệu và nói làm sao cảm động như vậy không bằng lấy thân báo đáp ta thẩm diệu đẩy hắn mắng nói linh tinh ngươi định làm sao đối phó diệp gia tạ cảnh hành suy nghĩ nói điều này không khó diệp gia nếu không thể là người của hoàng gia dĩ nhiên là cùng lư gia tìm ra chứng cứ lư diệp hai nhà lư gia gặp chuyện diệp gia cũng xui xẻo ngươi thông minh sao không nghĩ ra thẩm diệu trợn mắt nhìn hắn tạ cảnh hành đúng là có thể nói việc hãm hại người khác một cách đường hoàng nhưng hãm hại một nước thừa tướng không phải chuyện đơn giản. Diệp gia kỳ thực dễ đối phó, diệp gia đơn giản là cùng văn thần trong chiều phức tạp. Nhưng khi lưu gia xui xẻo, diệp gia bị liên lụy, những văn thần không ngu si sẽ phân rõ quan hệ. Hiếu vũ đế lưu lại hai đại tâm phúc, nhưng thực lực đã giảm sút, không còn phong quang như xưa. Thẩm diệu suy nghĩ một chút rồi nói, không phải thực lực của bọn họ đã hao mòn, mà là thực lực của các ngươi đã tăng trưởng đến mức không cần phải e dè họ nữa. Ấu thú cuối cùng đã trưởng thành thành Bách thú chi vương, giờ đây những kẻ trong núi rừng kia cũng nên được thu thập. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng, trêu chọc, ngươi kính nể ta đến vậy sao? Thẩm Diệu mặt không chút thay đổi nói, kính nể thì vẫn kính nể. Phu nhân đã khuyến khích như vậy, ta phải hầu hạ phu nhân thật tốt rồi. Tạ Cảnh Hành nghiêm mặt nói, rồi vươn mình đẩy thầm rượu xuống dưới thân. Thầm rượu. Tại Diệp phủ, Diệp Mi và Diệp Khác vừa vặn đang nói chuyện trong phòng. Diệp Mậu Tài tự nhận là người đọc sách, nên phòng trang hoàng rất phong nhã, từ thư họa đến phong lan đều là những vật phẩm quý giá, cho thấy Diệp gia giàu có thật sự. Trên bàn còn bày những món điểm tâm tinh xảo. Diệp Mi mặc bộ áo đơn khảm hoa sen vàng tinh tế, từ chất liệu đến thợ khéo đều tuyệt hảo, nàng vốn đã xinh đẹp, nay lại càng quyến rũ kiều diễm hơn cả những quý nhân trong cung. Diệp khác ngồi đối diện, cũng mặc trang phục đơn giản nhưng cao cấp hơn, hiển nhiên tại Diệp gia, cuộc sống của họ khá hơn rất nhiều. Tỷ, trước ngươi nói điều đó có ý gì? Diệp khác cao mày hỏi. Diệp mi nâng tách trà uống một ngụm, lạnh nhạt nói, trước Diệp phu nhân tìm con gái, khẳng định ta là con của bà. Điều này quá hỗn loạn, thật hay giả cũng không rõ. Chỉ là tóm lại, chúng ta tìm được một nơi tốt đẹp, sau khi cha mẹ chết, cửa hàng không còn phối hợp, giờ trở thành Thiên Kim Quan gia vẫn tốt hơn nhiều. Ngươi cũng vậy, có Diệp thừa tướng làm cha, hoạn lộ của ngươi sẽ thuận lợi hơn. Diệp Khác cười khổ, ta biết điều đó, nhưng Diệp Mậu Tài không tin chúng ta là con ruột của Diệp phu nhân sao? Ban đầu Diệp Mi và Diệp Khác không tin rằng có điều tốt như vậy trên đời. Nhưng khi Diệp Gia tìm đến, họ không thể không tin. Nghe nói mười mấy năm trước, Diệp Phu Nhân sinh con bị kẻ gian hại, khiến con gái lưu lạc bên ngoài. Khi tìm thấy Diệp Mi, Diệp Mi không tin đó là thật vì nàng và Diệp Khác là anh em ruột. Nhưng Diệp Phu Nhân một mực chắc chắn Diệp Mi là con gái, dù khuyên thế nào cũng không thay đổi. Bà còn đưa Diệp Khác vào Diệp Phủ. Diệp Mi cảnh giác, sau đó Diệp Mậu Tài gặp họ. Ông ta tỉnh táo hơn Diệp Phu Nhân, thẳng thắn nói rằng Diệp Mi và Diệp khác không phải con ruột, nhưng vì Diệp Phu Nhân kiên trì, ông ta đồng ý giữ lời nói dối này. Diệp Mi rất khôn khéo, hiểu rõ lợi và hại, không dám dễ dàng bước vào hố lửa. Sau khi tìm hiểu tình hình Diệp Gia, nàng biết Diệp Gia giờ có vị trí sáu diệu với Hoàng Thất, thêm nữa Diệp Gia chỉ có một thiếu gia không đủ tốt, Diệp Mậu Tài cần một đôi con để ngăn chặn miệng đời. Lợi ích đôi bên, Diệp phủ tài phú cuối cùng sẽ rơi vào tay Diệp khác và Diệp Mi có thể gả vào gia đình quyền thế. Diệp Mi nói, không quan trọng việc tin hay không thân phận. Chúng ta từ thương hộ đi ra, xem như làm kinh doanh. Chỉ là lần này xem ra không thuận lợi, ta không ngờ hôm nay lại thế này. Thế nào? Diệp khác không hiểu, tỷ, ngươi nói rõ hơn chút. Diệp Mi nói, trước ta nghĩ Diệp gia tại lũng nghiệp rất mạnh, không cần kiêng rè gì, dù quan hệ với hoàng gia sáu diệu, vẫn có thể cân bằng. Nhưng gần đây, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp gia không như ta nghĩ, tựa hồ đã đến mức nguy cơ tràn ngập, tiến lên một bước có thể sống tiếp, nhưng nếu không được, là vực sâu vạn trượng, tiến mất tật mang. Diệp khác nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, ý của ngươi là, Diệp ra thế cục bây giờ rất nguy hiểm. Nguy hiểm hay không ta cũng không biết, Diệp Mi cười lạnh, Diệp Mậu Tài là lão hồ ly, không chịu để chúng ta biết tình hình Diệp ra. Diệp phu nhân tín nhiệm ta, nhưng tin Diệp Mậu Tài hơn, muốn từ miệng bà dụ ra thông tin còn khó hơn lên trời. Càng như vậy, ta càng bất an, luôn cảm giác Diệp phủ không ổn. Có lẽ ngươi suy nghĩ quá rồi. Diệp khác suy nghĩ, rồi lắc đầu nói, Diệp ra dù sao cũng là đại lương thừa tướng, làm sao đến mức như ngươi nói. Diệp ra đề phòng chúng ta, thời gian quá ngắn. Dù sao chúng ta cũng là cùng một thuyền, nếu không trước đây khi ngươi đề xuất ám sát Duệ Thân Vương Phi, Diệp ra cũng không đồng ý ngay. Đáng tiếc, Duệ Thân Vương Phi mạng lớn, được thư sinh kia cứu giúp, tránh thoát một kiếp. Diệp mi ngưng mắt, rồi bỗng nhiên cười, nói, nàng thật đúng là tốt số, cũng thật đúng là may mắn. Chỉ là tỷ, Diệp khác nhìn nàng, tại sao trước đây ngươi lại muốn người Diệp ra giết duệ thân vương phi? Có phải chỉ vì muốn làm chủ duệ thân vương phủ không? Ta luôn cảm thấy quyết định đó quá vội vàng, hơi thiếu cân nhắc. Diệp mi dừng lại một chút, nghĩ một hồi rồi nói, nếu ta nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy không muốn nàng sống trên cõi đời này, ngươi có tin không? Diệp khác sững sờ, diệp mi vẫn chìm trong suy tư lần đầu tiên theo người diệp gia đến lũng nghiệp nàng vừa vặn gặp tạ uyên khi hắn trở về sau chuyến săn bắn diệp mậu tài cho nàng thuốc giải muốn nàng ra vẻ vô tình ít treo giải thưởng xuất thủ cứu giúp diệp gia có thể lấy ra thuốc giải rõ ràng vụ việc trước đó của duệ thân vương không thể tách rời khỏi họ nếu diệp mi dùng thân phận người diệp gia để cứu giúp khó tránh khỏi bị nghi ngờ thà rằng nói đến tìm người phát hiện là người Diệp Gia càng hợp lý. Diệp Mậu Tài muốn dựa vào Diệp Mi để liên lụy dợi thân vương phủ. Diệp Mi sinh ra xinh đẹp, lại là ân nhân cứu mạng của Tạ Uyên, ở lại dợi thân vương phủ càng lâu, có một số việc xảy ra càng tự nhiên. Diệp Mi khi đó đã gặp dợi thân vương Tạ Uyên. Với nam nhân, Diệp Mi không nói yêu hay không yêu, nàng có dã tâm và thủ đoạn, nam nhân là công cụ đạt thành mục đích của nàng nếu có người tốt hơn nàng sẽ đổi ngay với nàng nam nhân chỉ như mỹ lệ người muốn phối hợp với hoa lệ siêm y quý giá đồ trang sức giàu có tòa nhà tự nhiên cũng phải là phu quân cao quý tạ uyên là người tốt nhất nàng từng gặp hắn tuổi trẻ quyền cao chức trọng khuôn mặt phong lưu đẹp đẽ ngay cả khi nằm yên cũng toát ra quý khí cuốn hút mọi ánh nhìn hơn nữa Diệp Mi từ Diệp Mậu Tài biết rằng Tạ Uyên rất có thủ đoạn và tài năng. Một người tốt như vậy, nàng muốn chiếm làm của riêng là điều bình thường, mà sự lạnh nhạt của Tạ Uyên càng khiến nàng muốn chinh phục. Nghe nói Tạ Uyên có một vương phi, nhưng Diệp Mi chưa từng thấy nàng. Biết rằng nữ nhân kia là con gái của võ tướng Minh Tề, Diệp Mi cũng không phản đối, cho rằng võ tướng con gái thô bỉ, không có chỗ dựa. Diệp Mi thậm chí không coi nàng là đối thủ cho đến khi nàng gặp thẩm diệu. Thẩm diệu mặc xiêm y còn dính bùn đất, tóc không sạch sẽ, mặt đầy vẻ phong trần, nhưng nàng đứng trước diệp mi, sáng rực, tư thái đoan trang và uy nghiêm như mãnh thú tuyên bố chủ quyền. Rõ ràng Diệp Mi mới là người tươm tất, thẩm diệu là kẻ chật vật. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Diệp Mi lại cảm thấy dù có dùng hết sức lực, nàng cũng không thể tranh giành với thẩm diệu. Sau đó, thẩm diệu đối với nàng rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng diệp mi còn cảm thấy nhàn nhạt, căm ghét và thù hận. nhưng từ xưa đến nay, cảm tình nữ nhân đều là tương đối, không chỉ thẩm diệu không thích nàng, mà diệp mi cũng không ưa thẩm diệu. nghe nói thẩm diệu có phụ mẫu sùng ái, có đại ca quan tâm, có bạn tốt, có tỉ muội và có tạ uyên sùng ái. dù đang chiến tranh lạnh, người ngoài vẫn thấy rõ, nếu không yêu thì tại sao phải chiến tranh lạnh? rõ ràng yêu đến tận xương tủy, mọi cử chỉ mới ảnh hưởng tâm tình nhau. càng thấy thẩm diệu tốt, Diệp Mi càng không cam lòng. Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời lại thuộc về thẩm diệu? nàng không biết làm nũng, tại sao lại được tạo uyên yêu chiều? Không cam lòng nhất là cảm giác mình không bằng người nhưng vẫn tốt hơn. Diệp Mi vừa đố kỵ, vừa căm ghét, nàng thích cướp đoạt, biến những thứ đó thành của mình. nhưng thẩm diệu thì khác. Mọi thứ của nàng đều khó cướp đoạt. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Mi nghĩ, chỉ cần Thẩm Diệu biến mất. Vì thế nàng nói với Diệp Mậu Tài, chỉ khi Thẩm Diệu chết, vị trí Vương phi mới không còn rào cản, nàng chắc chắn sẽ chiếm được trái tim Tạ Uyên. Nói rằng Diệp Mi muốn cướp đoạt Tạ Uyên, thực ra nàng chỉ không chịu được việc Thẩm Diệu tốt hơn mình, không muốn bại dưới tay Thẩm Diệu. Diệp Mậu Tài vốn định để Diệp Mi leo lên duệ thân vương phủ, cuối cùng đồng ý. Nhưng ai ngờ Thẩm Diệu không chết, lại có người nguyện vì Thẩm Diệu mà không tiếc thân mình bảo vệ. Hơn nữa, vì Diệp Gia ra tay, Tạ Uyên nghi ngờ, giám sát Diệp Gia chặt chẽ, Diệp Mậu Tài tức giận với Diệp Mi. Diệp Mi đời này muốn gì đều có, chưa từng thất bại. Nàng lợi dụng mọi người, mọi việc đều thuận lợi, cướp đồ của người khác dễ dàng. Nhưng tại Thẩm Diệu, nàng gặp trở ngại. Nàng không cướp được nam nhân của Thẩm Diệu, không cướp được mạng Thẩm Diệu, càng không cướp được vận may của Thẩm Diệu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.